À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Trần Liêm sẽ hướng dẫn cho mọi người cách ngắt ở loa đàn ở trong cây đàn S770 và S970 thì cách ngắt nó sẽ giống nhau. Trong trường hợp mọi người cắm tai nghe vô nhưng mà loa đàn nó vẫn phát ra thì tắt loa ở trong đàn thì nó như thế nào? Thì bây giờ mọi người sẽ theo chân mình nha. Rất đơn giản thôi. Mọi người nhìn thấy chỗ cái bánh xe này ha. Trên đây nó có chữ phanh sành nè. Đó, mọi người bấm vô cho mình nha. Bấm vô phanh sành. Xong, mọi người bấm cho mình cái chữ utility này ha. Đây. Utility thì kéo qua là chữ Z nha, bấm qua, kéo qua chữ Z. Rồi, kéo qua chữ Z rồi bấm cho mình cái tab bên tay phải, bấm qua. Rồi, ở dưới đây nó sẽ có là cái chữ là headphone switch nè, on nè, off nè, mọi người thấy không? Rồi, ví dụ như mọi người cắm tai nghe vô thì mọi người sẽ chọn cho mình chế độ headphone switch nè. Thì ở chế độ này thì mọi người cắm tai nghe vô, chỉ có tai nghe nó phát cái âm thanh, loa đàn nó sẽ ngắt. Còn mọi người bấm chữ on á thì cắm tai nghe vô đàn nó vẫn phát, còn bấm chữ ốp đi á, là lo đàn nó tắt luôn, nó không nghe gì hết trơn ha. Còn on nè, ốp nè, còn một cắm tai nghe vô thì bấm chọn chế độ headphone cho mình rồi nhấn exit thoát ra, thế là xong nha. Chúc mọi người thực hiện thành công. Bên mình về dòng S970 rất đẹp nha mọi người, anh em có nhu cầu mua liên hệ trực tiếp nha, xong là gốc mình Long An luôn.